Lần đầu tiên tôi gặp Hòa Thượng như thế nào? Lúc ấy tôi là một thủy thủ trên chiếc tàu Hải Dương Học và chuyến tuần tra đặc biệt này, chúng tôi phải đi trong 6 tháng. Tuy nhiên, khoảng sau 2 tháng của chuyến đi thì mọi suy nghĩ của tôi bỗng bị ngừng lại và tôi cần tìm hiểu những gì đã xảy ra. Vì sao điều này lại xảy đến với tôi? Vì thế tôi bắt đầu đọc sách, cố gắng tìm ra điều gì đó hoặc ai đó để giúp tôi. Tôi đã tìm thấy một cuốn sách trong thư viện của chiếc tàu này là quyển sách về yoga, tác giả nói về sự giác ngộ và những gì xảy ra trong tâm và trả lời đúng thắc mắc của tôi và hợp lý. Tôi nghĩ, ồ, người này sẽ chỉ cho tôi biết, người này sẽ giúp được tôi, ông ta thật có lý. Theo cách ông ta nói thì rõ ràng là ông ấy có cách, ông ta bảo điều quan trọng là cố gắng tìm ra được một người thầy tốt. Tôi nói, ồ, đó là những gì tôi cần làm. Đó cũng là một cách tôi đến gần Phật giáo. Vào thời ấy, tôi đang hẹn hò với một cô gái mà bạn của cô ta là sư cô Hằng Ẩn trước đây. Họ là những người bạn học cùng trường. Họ cùng đi học ở Đại học Washington với nhau và là những người bạn cùng phòng. Vì thế họ là đôi bạn rất thân. Họ luôn viết thư cho nhau và cô ấy viết về những kinh nghiệm của mình với vị sư già người Trung Hoa đã giác ngộ. Và tôi nói, ồ, tôi rất cần gặp người này. Tôi cần tìm ai đó có thể giúp tôi hiểu được những gì đã xảy ra. Và tôi nghĩ chắc chắn người này có thể làm được. Cách mà cô ta viết về ông ấy nghe có vẻ rất thật. Cô ấy đã có thể sắp xếp cho tôi gặp ngài. Trước khi tôi đến San Francisco, tôi đã có một giấc mơ và có thấy Hòa Thượng, sư phụ trong giấc mơ và năm đệ tử người Tây Phương cũng ở đó nữa. Họ là những người xuất gia. Năm người đệ tử đầu tiên ở đó là Thầy Hằng Khiêm, Thầy Hằng Tịnh, Thầy Hằng Thọ, Sư Cô Hằng Ẩn, Sư Cô Hằng Trì. Tất cả họ đang ngồi đó, cùng với Hòa Thượng ngồi theo vòng tròn trên sàn nhà. Và rồi trong giấc mơ, tôi thấy mình bước vào cửa và tất cả mọi người ngước lên nhìn tôi và cười. Đó là giấc mơ của tôi và tôi nghĩ giấc mơ đó cũng thật khá đặc biệt. Cuối cùng, tôi cũng đến được San Francisco. Hồi ấy chúng ta ở đường Waverly Place ở khu phố tàu. Có một tòa nhà rất cũ kỹ ở đó và giảng đường nơi Hòa Thượng ở là nằm trên tầng lầu 3, được gọi là giảng đường Phật giáo. Tuy nhiên nơi đó là ngôi chùa theo đạo lão, rất cũ kỹ mà chúng ta đã thuê mướn họ, đã thuê nơi đó. Và quý vị chỉ có thể đi đến nơi đó bằng cái cầu thang ọp ẹp, cũ kỹ. Tôi bắt đầu theo sau sư cô Hằng Ẩn, bước lên các bậc cầu thang. Cô ấy quay đầu lại và nói, à này, ông cần thật sự muốn trở thành Phật nếu ông muốn gặp Hòa Thượng. Tôi nói, tôi thậm chí không hiểu điều đó có nghĩa gì. Thậm chí tôi không biết Phật là gì. Tôi chưa bao giờ nghiên cứu Phật Pháp cả. Cô ấy nói, ồ, được mà, vào đi. Dù sao thì tôi cũng sẽ giới thiệu ông. Thế rồi chúng tôi đi lên tầng trên. Lúc ấy Hòa Thượng đang đứng đó cùng với các sa di và sa di ni khác nữa. Ngài đang chỉ dẫn họ cách sắp xếp tấm vải trải ngồi thiền. Và lúc ấy tôi không biết tấm vải đó là gì. Tôi chẳng biết Ngài đang làm gì. Tôi chỉ thấy Ngài đang sắp xếp một mảnh vải. Và rồi sư cô Hằng Ẩn trước kia, người có thể nói tiếng phổ thông Trung Hoa vào lúc đó, cô ấy bước gần đến Hòa Thượng và nói, đây là người muốn gặp Ngài. Và sư phụ chỉ cười. Ngài nói, điều gì đã khiến con lâu quá bây giờ mới đến? Đó là những gì Ngài nói. Tôi gặp Hòa Thượng như thế đó. Tuy nhiên, tôi có thể thấy trong ánh mắt của Ngài, Ngài rất thật. Bằng trực giác của mình, tôi đã nhận biết Ngài rất đặc biệt vì tôi đã nhìn được đôi mắt Ngài. Dường như đôi mắt ấy không liên kết với thân hình Ngài, giống như Ngài đang dùng tấm thân này như là một công cụ tạm thời, chỉ có thể tương tác với con người. Và tôi đã biết được có điều gì đó rất đặc biệt về con người này. Tôi đã cảm nhận được điều này. Tôi không thấy được pháo bông nào phóng ra hay bất cứ điều gì khác, nhưng lại cảm nhận được điều đó rất mạnh mẽ. Và tôi vẫn không hiểu tại sao Ngài lại nói, điều gì đã khiến con mất thời gian lâu như thế? Thật ra Ngài nói, ồ,
cuối cùng con cũng đã đến đây rồi. Đại khái như thế bằng tiếng Trung Hoa. Tôi không biết chính xác ngài đã nói gì, nhưng sư cô Hằng ẩn dịch lại rằng, cô nói, ồ, cuối cùng con cũng đã đến đây rồi. Điều gì đã khiến con lâu như thế? Trước hết là tôi không biết chút gì về Trung Hoa cả. Tôi không biết về văn hóa Trung Hoa, tôi không biết chút gì về Phật Pháp cả, không một chút gì cả. Tôi không có chút hiểu biết nào về điều này. Tối hôm đó, họ mời tôi nghe đến thuyết giảng, và tôi đã đi nghe giảng. Tuy nhiên, vào thời ấy, là những ngày thuở ban đầu, không có ai thật giỏi về phiên dịch cả. Tôi chỉ tự học tiếng Trung Hoa, và tôi không biết Lăng Nghiêm là gì, thậm chí tôi không hiểu kinh là gì, huống gì là kinh Lăng Nghiêm. Họ thường cố gắng dịch theo mỗi chữ hay mỗi lời hòa thượng nói hơn là cố gắng dịch ý nghĩa câu. Họ dịch chữ nên rất rối mù. Về sau họ nói, chúng tôi sẽ tổ chức một khóa tu. Ông được mời tham dự nếu như ông muốn. Và đó là thiền thất. Và rồi chúng tôi học tụng kinh Lăng Nghiêm, kinh và chú. Chúng tôi đã tập ngồi thiền rất nhiều. Tôi tự nhủ điều này cũng có ý nghĩa. Vì tôi đã đọc về thiền trong sách yoga. Thiền có thể giúp tâm tĩnh lặng. Và tôi hẳn nhiên là tôi muốn an tĩnh tâm của mình, vì tôi muốn quay về lại kinh nghiệm đó mà tôi từng có được lúc ở trên tàu. Và rồi thầy Hằng Kim, tên gọi trước đây là David Fox, thầy Hằng Kim nói, được rồi, hòa thượng vừa đồng ý cho phép mọi người nộp đơn xin làm đệ tử của ngài nếu họ muốn. Và đây là mẫu đơn, mọi người có thể điền vào. Có khoảng chừng 20 mấy người hiện diện ở đó. Họ là những người mới đến, nên ai cũng điền đơn cả. Thế nên tôi cũng điền đơn luôn. Tôi đã điền đơn xong, và sau đó tôi bắt đầu có nhiều vọng tưởng. Tôi nghĩ, làm sao mình dám yêu cầu người này nhận mình làm đệ tử của ngài? Tôi thậm chí còn chưa hiểu Phật Pháp hoặc bất cứ điều gì. Không được, tôi đang lường gạt ngài. Tôi không muốn làm như vậy. Tôi không đủ hiểu biết. Tôi không dám. Thật sự tôi cảm thấy khó chịu về tờ đơn mà tôi đã điền. Và sau đó tôi lại thấy tấm hình lớn của Hòa Thượng Hư Vân được treo trên tường. Đó là một tấm hình rất lớn của Ngài Hư Vân, và tấm hình chụp Ngài Hư Vân đang ngồi trên ghế. Và quý vị có thể thấy Ngài với nét mặt rất nghiêm trang. Quý vị sẽ thấy vẻ mặt rất định tĩnh, và tôi nghĩ Ngài đang cầm chuỗi hạt. Nhưng một trong những ngón tay Ngài lại bị thiếu mất. Và người ta kể với tôi rằng Ngài đã đốt ngón tay của Ngài. Cái gì? Anh ta kể, Ngài đã đốt ngón tay của Ngài. Tại sao Ngài đã làm như vậy? Tôi nói, ôi trời ơi! Những người này không phải đang đùa giỡn đâu. Họ rất nghiêm túc. Tôi lại cảm thấy rất lo lắng. Sau đó tôi nghĩ tốt hơn tôi nên đi nói chuyện với Hòa Thượng và cầu xin Ngài tha thứ vì đã lãng phí thời gian của Ngài, vì tôi chưa sẵn sàng cho việc ấy. Tôi đi đến phòng của Ngài. Ngài đang ở phía sau giảng đường Phật giáo ở Waverly Place rất nhỏ, và ở phía sau Ngài có một căn phòng. Vì thế tôi đi ra phía sau đó và gõ cửa. Cốc, cốc, cốc. Lúc ấy thầy Hằng Kim, tức David Fox, nhìn thấy tôi gõ cửa vào thời gian đó. Thầy là vị sư trưởng. Thầy nói, ô ô, anh đang làm gì vậy? Thầy chạy theo tôi. Thầy nói, đừng làm phiền hòa thượng. Anh đáng lẽ không nên gõ cửa phòng ngài. Anh đang làm gì vậy? Và lúc đó tôi gõ cửa thì sư phụ mở cửa. Ngài nói, ồ, không sao cả, vào đi, vào đi, vào trong đi, vào trong đi. Tôi chỉ biết nói, thưa ngài, con xin lỗi, rất xin lỗi, con rất xin lỗi, con không có ý gây phiền toái gì, con đã điền đơn rồi, nhưng thật sự con chưa sẵn sàng chút nào cả. Ngài nói, không sao đâu, không sao đâu, mọi việc sao cũng được. Ngài nói, hãy nghỉ giải lao đi, hãy đi nghỉ ngơi đi. Con có thể quay lại khi con sẵn sàng, không cần lo lắng về chuyện này, mọi việc sao cũng được. Ngài cứ lặp đi lặp lại như vậy. Như thế Ngài đã biết được tâm trạng của tôi. Tôi nhận ra được điều đó. Tôi biết Ngài có cái gì đó rất đặc biệt. Bây giờ thì chúng ta gọi đó là thần thông. Tuy tôi đã không biết được mức độ như thế nào, nhưng tôi biết Ngài đã hiểu được hoàn cảnh của tôi. Tôi biết Ngài đã biết trước rồi. Tôi cảm thấy quá tệ hại, vì thế tôi đã bỏ đi một thời gian.
Tôi đã đi đến trung tâm thiền, Zen Center, một thời gian cố gắng ngồi thiền, nhưng tất cả chỉ là hời hợt bên ngoài vậy thôi, không đủ thâm sâu. Và rồi cuối cùng thì sư cô Hằng Ẩn, tên thế tục là Loni, đã gửi cho tôi một bức thơ ngắn. Cô ấy nói, ông nên quay trở lại, ông nên quay trở lại đây. Và tôi cũng trả lời là tôi nên như thế, tôi không thể cứ chạy trốn mãi. Vào lúc tôi quay trở lại, họ đã rời khỏi chỗ đường Waverly Place. Họ vừa mua được một chỗ mới ở khu Mission, ở một tòa nhà là hãng xưởng cũ và họ đã đặt tên là Kim Sơn Tự. Và tòa nhà vẫn còn rất dơ, người ta chỉ vừa mua nó. Các thứ đồ đạc chồng chất khắp nơi, họ cố gắng chùi dọn sạch. Tôi đến trễ vào buổi chiều, khoảng gần 6 giờ. Và hòa thượng nói, được rồi, bây giờ tất cả chúng ta đều nghỉ giải lao. Mọi người rửa tay đi, chúng ta sẽ có buổi thuyết giảng. Ngài thấy tôi đang tiến đến, tôi bước vào trong. Và rồi Ngài nói, à, con đã quay trở lại rồi. Rồi Ngài tiếp, đến ngồi ở đây đi. Và Ngài bắt tôi ngồi ngay bên cạnh Ngài. Khi Ngài thuyết giảng, tôi quên mất Ngài đang thuyết giảng về gì. Có thể là kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh hay kinh gì đó, tôi không nhớ được. Nhưng dù sao đi nữa thì tôi cũng không thể hiểu. Tôi cảm thấy rất xấu hổ khi Ngài bắt tôi ngồi ngay cạnh Ngài khi Ngài giảng kinh. Nào, ở đây chúng ta có quả hồi tên là Hằng Lai. Người này, ngày khởi đầu đã ghi danh quy y với Tam Bảo. Lúc ấy tôi nói với mọi người, ai muốn quy y với tôi cần phải thành Phật. Nếu quý vị không muốn thành Phật, không thích thành Phật, thì quý vị nên ra về cho nhanh. Quý vị vẫn có thể ra về lúc này, tôi sẽ không nhận quý vị. Anh quả hồi này muốn làm tất cả mọi thứ, nhưng không muốn thành Phật. Vì điều này nên anh ta không dám quy y và bỏ mặc, chạy ngay lập tức. Bỏ chạy, tẩu thoát mà không để lại một tung tích gì. Đã bỏ chạy vài năm trời, anh ta đã chạy đi đâu? Anh ta chạy ra biển cả, chạy trên đất liền. Anh ta sợ mình bị truy lùng để thành Phật. Trên biển, đến mức độ phải vào một chiếc tàu ngầm giấu mình sâu trong biển cả. Quý vị thấy đó, không có cách nào tìm ra anh ta. Nhưng một ngày nọ, một tình huống đặc biệt đã hiện ra bất cứ nơi nào anh ta nhìn đến. Có một con quỷ lại xuất hiện. Con quỷ này là ai? Con quỷ đó chính là người anh ta định quy y theo trước đây, người mà muốn anh ta thành Phật. Khi anh ta nhìn vào cái bàn, thì con quỷ lại ở đó. Khi anh ta nhìn vào cái ghế, con quỷ cũng ở đó. Không có nơi nào mà con quỷ đó lại không hiện hữu. Rồi vào buổi tối anh ta cũng nghe, trên bon tàu, dường như có ai đó mang đôi giày da đang rảo bước. Cứ tiếp diễn như thế trong 9 ngày và vẫn còn như thế, bất cứ chỗ nào anh ta nhìn đến. Hễ khi đôi mắt của anh ấy mở ra, thậm chí khi mắt anh ta nhắm lại thì anh ấy vẫn thấy con quỷ này. Nó ở khắp mọi nơi, như thế này. Anh ta đã suy nghĩ, có lẽ tôi không thể chạy trốn mãi. Cho dù tôi có chúi đầu vào đáy biển, dường như là tôi sẽ phải quay lại và thành Phật thôi. Vì thế anh ta đã trở về, anh ta đã quay về. Lần này anh ấy đã ghi danh quỳ y lại. Tôi đặt tên cho anh ta là Quả Hồi. Hồi có nghĩa là trở lại. Và tên xuất gia của anh ta là Hằng Lai. Lai có nghĩa là đến. Lần này anh ta đã không chạy trốn nữa. Đã không chạy trốn. Nhưng thỉnh thoảng anh ta vẫn khởi nên một chút vọng tưởng, vọng tưởng về việc bỏ chạy. Nhưng điều đó không sao cả. Tôi đang kể cho tất cả quý vị ở đây nghe về câu chuyện của Quả Hồi. Ha ha ha,